Chào mọi người nha, ngày hôm nay ra ngồi coi coi chồng em ổng làm cái gì, ổng lựa trùng và lựa dòi ra. Ổng nuôi cá, cái xong cái ổng nuôi cái mấy con trùng trùng trắng á, để ổng cho cá ăn á. Rồi bây giờ con dòi, mấy con ruồi nó vô nó địch, cái nó có con, mấy con trùng, mấy con dòi nhoi quá, cái con trùng nó bỏ nó chạy. Giờ phải ngồi lựa ra, thấy mắc mệt không? Và sẵn ngồi đây, em nhớ cái chuyện này em kể cho mọi người nghe luôn ha. Là hồi lần đầu tiên em kể cho mọi người nghe là lần đầu tiên ổng về quê em và cảm nghĩ ổng như thế nào về quê của Minh nha mọi người. Hỏi cưới Minh xong cái đầu là hai vợ chồng mới đi về quê để chuẩn bị đám cưới, chuẩn bị lo thủ kêu bằng tiệc tùng để đám cưới á, rồi đãi khách, rồi đặt bàn sao, rồi đặt thức ăn sao, rồi mọi thứ tất tần tật. Thì bắt đầu mấy hai vợ chồng mới đi về quê, bữa đó là đi lên xe đi về quê. Ổng là lần đầu tiên ổng đi xe đò. Bữa nào mình làm video kể cho mọi người nghe vụ đi xe đò của ổng đi. Và bữa nay kể cái chuyện mà ổng về quê, cảm nghĩ của ổng khi mà ổng bước xuống quê mình đầu tiên ha. Thì bữa đó đi về cái vừa bước xuống xe các bạn, vừa bước xuống xe. Trời ơi em, đây rộng quá em ha. Ồ mát quá em ha. Rồi gì nữa? Rộng quá em ha, mát quá em ha. Trời ơi, sao đất nhiều quá mà không trồng cây gì cho nó mát. Cái mình lúc đó là nhà là ba mình á, ổng mua đất mà tao kiểu ổng để nguyên một cái khoảng sân rất là rộng. Rồi ổng không có trồng cây gì trước sân hết trơn. Ổng thì ổng cứ đi chơi không mà ổng không thích trồng trọt gì hết trơn á. Còn ông này thì mê trồng trọt lắm, về tới nhà là thấy nhà rộng, đất rộng, đồ ở đầu cây cối đồ nhiều á. Cái ổng nói trời ơi, nhà ở đây thưa thưa không á, nhà từ người này qua người kia cách nhau xa thiệt xa ha. Mình mới nói đúng rồi, cách nhau xa thiệt xa, nhưng mà đất đó đất của cậu của gì không, mà còn đất của mình có một khúc chỗ này thôi. Là nói chung là từ nhà anh nhà em cách nhau rất là xa, nhưng mà những khoảng đất đó là cũng của từng người hết rồi, chứ không phải là cái khoảng đất chỗ đó là của mình. Ổng thì ổng tưởng chỗ khoảng đất của mình, ổng nói tại sao ổng trồng cây trồng cối, nói thì bên đó khu của người ta để gì đó, rồi người ta thả gà thả vịt để cho nó chạy tới chạy lui, cho nó quẩn chân á, để cho nó săn thịt đó mọi người. Rồi cái bắt đầu cái ổng thấy cái trước nhà mình có một cái dòng sông, thì cái nhà của mình xong rồi đi qua cái lộ, qua một cái con lộ, xong bắt đầu mới đi xuống dưới mé sông, dưới cái bờ kè, xong rồi cái lại dưới đó là có cái bờ sông. Cái ổng nhìn dưới ổng khoái, ổng mát. Hôm đó mát quá trời mát ha. Cái ba Minh thì ổng trồng hai cây dừa gần nhau vậy nè, cái xong cái ổng văng cọng dây, văng cái võng qua, cái đầu nằm đưa toàn tan dưới vậy đó. Thì nhiều khi ổng văng thêm một cái võng nữa để cho ai mà muốn ngồi chơi nói chuyện á, thì người một bên vậy đó, hai người tám chuyện, cái ông này xuống dưới nằm võng đưa toàn tan ha, ngồi khoái. Trời ơi em, đây mát quá ha, gió quá trời em ha, mát lành lạnh luôn ha. Mình thì mình sợ gió ở dưới quê đó lắm, tại vì gió ở dưới quê các bạn biết không, thấy nó mát vậy chứ nó đen dữ trời lắm. Cái mình á thì mình xuống dưới mà mình trùm kính mít nè, trùm mít bầu với đít dân bịt khẩu trang rồi nữa. Còn ổng á thì ổng đi xuống á, ổng nơ nơ cái mặt không ra vậy nè các bạn. Từ đó cho tới khi cưới một tháng trời mà các bạn biết không, ổng phơi nắng mà nó đen như ông táo trời vậy các bạn. Ổng đen 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 mà đen mướt luôn, đen như đen mà mình tưởng tượng bóng như cá được kia luôn, giống vậy đó. Rồi xong rồi cái ngồi đưa toàn tan võng khoái, cái đi chặt tre, hỏi ai có tre không, đi kiếm tre chặt mấy cái cây tre nhỏ xíu gì nè các bạn, nhỏ gì nè, bắt đầu đi câu cá, cái chặt rồi bắt đầu ngồi vuốt ha, vuốt xong rồi bắt đầu bẻ cong rồi ha, rồi cái đầu đi mua cước, mua lưỡi câu đồ, ngồi câu dưới mé sông đó, tại vì có sông là có cá thôi đó. Đi cái đầu đi xuống, cái đầu đi đào trùng nữa các bạn, đi về quê cái đầu đi đào trùng, mà cái đầu thì đã hói rồi xài thì xài bông cục nữa chứ, mình kêu xài sữa tắm đi không chịu xài, mà các bạn biết không, mà các bạn có xài sữa tắm hay xài bông cục gì chăng nữa, các bạn mà không có chùm nó là nó nắng, nó ăn nó bắt nắng dữ trời lắm. Da thì da non, ở bên Mỹ thì ở trong nhà suốt à, rồi da thì da non, đi về Việt Nam á thấy gió Việt Nam mát đó, rồi với phần Việt Nam mình nó hầm nữa, rồi cái thấy gió mát vậy khoái, trời mát sướng.
cái xong đứng đứng các bạn biết hả, đi câu cá cũng để nguyên cái đầu trần ha, mặc áo ba lỗ gì đó các bạn, mặc áo ba lỗ có khoen luôn rồi hả. Đi câu cá đào trùng rồi mình nói thiệt, mình đi là mình chùm hai ba lớp, còn ổng đi hả, ổng đi nơ nơ cái đầu không á, mặc áo ba lỗ, mặc quần sọt. Rồi cái nắng thì 12 giờ trưa, 12 giờ trưa mà các bạn biết ở bên Việt Nam mà nắng 12 giờ trưa chịu gì nổi, mà đi đi ngay giờ linh vậy đó, ngay giờ linh vậy đó, đi 12 giờ trưa tới 2 3 giờ chiều về, mà ngay cái giờ mà giờ nắng nhất, cái giờ mà người ta sợ người ta trốn trong nhà là ổng đi ra ngoài đường các bạn. Bởi vì các bạn biết khi mà ổng làm chú rể ổng đen bóng như ông táo vậy đó, người ta nói trời ơi, sao chú rể gì mà đen dữ. Đó, lúc mà ổng làm chú rể ai cũng nói trời ơi, cái thằng này nó là người gì mà sao nó đen quá vậy. Các bạn biết đen tới nỗi mà chụp hình mà ban đêm mà chụp hình là không không dính vô đèn luôn á, là nó bị chìm xuống luôn các bạn biết rồi đó. Rồi cái mê mê lắm, cái đầu đi ra ngoài ruộng thấy ruộng nữa các bạn, thấy lúa ruộng khoái, trời ơi, lúa ruộng thì dưới ruộng dưới lúa nó có cá, cá nó bơi, cá rô cá sặc đồ nó bơi, rồi cá bãi chầu cá li thia gì đó nhóc hết trơn, mê cá li thia, mê cá bãi chầu, đi xách cái rổ đi ra ngoài nó vớt. Rồi các bạn biết không, ở bên Mỹ nè lâu quá cái mang vớ mang giày á, rồi cái da giò nó mỏng, cái đi về quê cái thọt cái giò xuống đi dưới ruộng đi không được. Đi không được, đi hả, mình đi là cả cây số rồi đó mà ổng còn hì hụi tuốt dưới này á, mà đi dép á, thì nó lúng sình, mà đi chân không thì họ đi không có nổi đó. Mà khoái cái đi cái mang dép, à, anh của mình thì bỏ dép, nhiều khi mình cũng bỏ dép luôn mình đi, còn ổng ổng mang dép, ông mang dép ông đi hì hụi, nhiều khi ông bước một bước vậy cái nó lúng chiếc dép dưới, ông đứng ông nhích 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 ông dở dò lên là ông bước một bước là mình đi ba bước rồi đó. Đó cái ăn hồi á, mình đi hồi quay lại hỏi ủa đậu ổng đâu, cái ông anh mình hỏi anh Xuân đâu rồi, cái mình mới quay lại mình dòm là tuốt ở dưới đó, tuốt 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 ở dưới luôn. Cái mình nói ông nội này chỉ có nước rồi bỏ vô cái xuồng á, rồi có cái kinh á, cái bên có cái kinh nó bỏ vô xuồng xong đẩy ông lên trên đó thì nó lẹ thôi, chứ còn đi kiểu đó là chết. Mà các bạn biết không, đi được một lần cái lần sau biết là đi mang ủng đi, đi trên bờ không đi dưới ruộng nữa, đi trên bờ, đi trên bờ từ đó đi lên trên bờ cái đầu lên bờ kinh ngồi câu cá, câu cá không biết được bao nhiêu con đâu, nhiều khi thì được 2 con 3 con đem về vậy đó, mà mê câu từ sáng tới chiều, tới chiều về hả, các bạn biết khát nắng thấy mẹ luôn, nó khát cái mùi nắng. Các bạn biết ở dưới quê mà quê nắng mà nó khát rồi hả, rồi mồ hôi nó chảy ra nó trời ơi, nó hôi rình luôn, rồi cái câu được mấy con cá mà hì hụi đem về khoe em được khoe này kia kia nọ, mê ở dưới xứ của mình vậy. Mà tại vì xứ mình bây giờ thì cũng ít cá rồi, cái xong anh của mình á, thì ổng đi ruộng tối ngày à, cái ổng đặt lợp rồi đó, khoái đu đeo theo để đi 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 đặt lờ, rồi xong cái dở lờ rồi lên cái thấy cá khoái về lụm lòng tông hủng hỉnh gì đem về kêu mình làm, mà kêu mình làm gì, chiên chiên nhặt về, mọi người nhúng bột chiên nhặt về á, khoái lắm, có đầu chiên cái đầu chiều nhậu đó mà khoái, các bạn biết không, hì hục ở ngoài ruộng vậy đó. Rồi cái mình nói trời ơi nắng lắm đi vô gì giùm đi, cái gì của mình, dì Út của mình đồ, mấy bà dì đồ của mình á, mấy bánh ấy trời ơi, tao là cái xứ tao ở đây mà tao còn không dám đi như mày nữa, mày nghĩ sao mà giờ trời này chưa nắng muốn chết mà mày đi ra ngoài đó mày phơi nắng vậy hả, mày vô giùm đi, bệnh bây giờ đó, tại vì các bạn biết không, mình phơi nắng thì bị trúng nắng, bị say nắng á, bị bệnh đó các bạn. Cái xong mà ổng đi ổng hì hụi tuốt ở ngoài ruộng á, bắt đầu đi câu rồi đi đi lặn hộp bắt trùng bắt dế, rồi còn thêm cái vụ này nữa các bạn, rồi bắt 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 gì, châu chấu nữa, cầu cào nữa. Cái mình hỏi bắt làm gì, nói bắt cầu cào ha, cầu cào thì đi câu cá, còn hả bắt dế nữa các bạn, bắt dế về chơi đá dế. Cái mình nói trời đất ơi, tôi hiểu bây giờ, tôi hiểu lý do tại sao cái đầu ông hói rồi đó. Cái ông hỏi sao vậy, nó nói thì chơi dế giết bứt tóc quá, bứt tóc á, cái quắn con dế quay 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 gì nè để đá dế á. Các bạn đi 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 bắt dế mà phải chi, bắt dế về đá đâu, bắt dế về nuôi nữa các bạn, bắt dế về nuôi. Cái về xứ mình cái khoái lắm, đi ruộng rồi hụp hử rồi quậy ngoài ruộng vậy đó thì khoái lắm. Cái đầu cái sông suối đồ ha,
cái khoái đi xuồng mà không biết chèo xuồng, xuống cái xuồng chèo quay vòng 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 vậy nè, quay vòng 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 vậy nè, cái chèo không được, các bạn biết không, nắm nắm cây dài 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 ở dưới mé sông á, nắm cây kéo 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 đi dài dài vậy đó chứ không biết chèo. Đưa cho cái cây sào á thì chống chống sao hoặc cái xuồng quay vòng 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 vậy nè. Cái mình mới nói là thôi làm ơn cha nội ngồi xuống giùm con đi cha nội, ông quay vòng vòng như vậy rồi một hồi ông té là ông chìm, bây giờ ông nói, anh biết bơi mà. Cái mình mới hỏi thiệt không, nếu biết bơi thì được, còn không biết bơi thì thành làm ơn ngồi xuống làm y, kêu bằng học sinh im lặng á, ngồi xuống đi. Rồi mình kể cho các bạn nghe thêm vụ này nữa nè, đi về quê mình mê cái vụ mà tới ngay cái mùa gặt lúa đó, cái người ta bắt chuột, ta chạy theo nó bắt chuột. Trời ơi, ông thấy bắt chuột khoái quá, săn quần săn áo rồi ha, lấy nón đội lên ha, đi ra ha, đi ra bắt chuột. Bắt họ có được con nào không anh? Bắt được ba con, bữa đó ba con hay bốn con anh? Ba con. Ba con chuột mới lớn này mọi người. Ba con chuột mà gọi là bự hơn chuột nhắt chút xíu á. Ba con mới lớn này là giống như là nó cỡ chạng 6 7 tháng tuổi vậy đó, đại loại vậy đó. Cái bắt được ba con đem vô cho mình, cái mình nói trời ơi cái này ăn cũng không đủ mà bỏ thì ổng tiếc, cái ổng kêu thôi làm đi, làm xong rồi chặt đầu chiên, có đúng ba con mà nhớ xíu vậy nè. Vậy mà đi hì hụi bắt chuột, người ta cắt lúa đó, cái máy cắt, cái người người ta chuyên nghiệp, mấy người mà người ta bắt chuyên á, mấy người cậu của mình á, mấy với mấy dượng của mình á, ổng dạng tay lắm. Con chuột mà bay tới là ổng chụp, ổng lặt đầu. Còn ông nội này á thì ổng nói là ghê, cho nên ổng cầm cây ổng đập. Mà các bạn biết không, chuột mà cầm cây đập thì đâu có dúng, đập chỗ này là chạy chỗ kia rồi. Cái nhiều khi hả chạy dí dí mà các bạn thấy ở ngoài ruộng, mà tới khi mà gặt lúa là bắt chuột rất là vui, nhìn ở trong đây đứng nhìn ra anh vui lắm. Người này chạy dí 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 chạy vòng vòng vậy đó. Nhưng mà ngày xưa thì cắt bằng máy cắt thì nó đỡ, còn bây giờ các bạn biết không, bây giờ có cái máy cuốn á, cái nhiều đứa nó chạy ở trước cái máy cài á, mình thấy ghê lắm, mình sợ lắm. Cái mình dặn hôm này mình nói hả, né né cái máy cuốn ra, tại vì có đợt đó mình có coi trên mạng một lần rồi, theo kiểu nó chạy cứ mê bắt chuột nó, rồi chạy chặn đầu máy cuốn á, cái máy nó cuốn vô chết luôn các bạn, là nát hết cái phần dưới này luôn, cho nên mình sợ lắm. Cái hả mà mê lắm, chạy theo đi bắt chuột. Rồi hả làm á hả cũng không có chầm chèm mà không có được nhiều hết trơn, mà khoái lắm, đu đeo theo rồi phơi nắng. Rồi cái mấy cậu mình á có mấy cái đợt mà đi mà tắt đìa rồi đó, cái mình biết tắt đìa là thế nào, không có cá hôi à. Rồi cái mình nó nói là anh đi bắt cá hôi không, rủ không đi bắt cá hôi, đi liền săn quần săn áo lấy nón đội liền đi bắt cá hôi. Đi bắt cá hôi về một thùng á, nhưng mà được con cá bắt cá hôi thì cũng dở dở một chút. Đi bắt cá hôi mê mấy cái vụ đó, tại biết ổng khoái lặn lội vậy đó. Cái hệ có mấy cái vụ đó là mấy cậu mình mấy gì mình rồi kêu mày kêu thằng Xuân á, bữa nay bên nhà cậu hai cậu ba gì đó là có làm bắt cá hôi hoặc là tắt đìa hay là gặt lúa hay gì gì đó, là bắt đầu thông báo là sắn quần sắn áo lên đi, mê lắm các bạn. Là cái mình hỏi là về quê của mình thấy sao, cái ông nói vui mà mát nữa. Rồi anh thích lắm, anh thích cái quê này lắm. Bởi vì các bạn biết không, lấy mình xong rồi nắm đầu mình về quê ở. Đi về quê ở em, đi về quê ở. Anh sửa nhà sửa cửa cho nó rộng ra rồi mình về quê ở. Đó là lý do tại sao mà mình mới đầu mình ở Sài Gòn, mà cấp sau là khi mình lấy chồng xong rồi mình ở Sóc Trăng là vậy đó. Rồi tới cùng ra cái xứ cha sanh mẹ đẻ mình á, thì mình không có rành. Theo kiểu là mình bỏ xứ đi lâu quá rồi, mình sống ở xứ người nhiều hơn xứ nhà. Cho nên hả nhiều khi về xứ nhà cái ông hỏi mình á, em dẫn anh đi chỗ này chơi chỗ kia chơi, mình nói trời ơi mình đâu có biết chỗ nào đâu mà dẫn đi. Cái ông nói ủa sao xứ của em mà em không biết, cái đó trời xứ của em thiệt chứ mẹ em không ở đây, mang tiếng là dân Sóc Trăng chứ không ở Sóc Trăng, toàn ở thành phố thôi mà đó. Cái hả đi vòng vòng chơi với bà con cô bác vậy thôi mà mê lắm các bạn, khoái lắm đó, tâm hồn ruộng rẫy đó, mê ruộng rẫy lắm. Rồi ở dưới quê mình thì có nuôi gà, rồi gặp đam mê gà nữa các bạn, khoái gà lắm, khoái gà từ nhỏ lận, khoái gà từ bẩm sinh từ ở bên Việt Nam lận. Rồi khi vượt biên qua đây thì cũng nuôi gà, cũng chơi gà đá gà rồi nữa.
rồi á hả, bây giờ già vẫn còn có máu đó phải không? Cái xong về quê mình cái gặp mấy gà toàn là gà miền Tây, gà chiến không à, đẹp đẹp không à, cái đầu cái hả mua về nuôi, rồi cái đầu đi đi tới đâu mà thấy gà hay cái đầu mua mua về nuôi, các bạn biết hả, làm gà, cả trang trại gà luôn. Rồi hả nuôi xong rồi đi Mỹ, cái đầu không ai biết chăm sóc, ở cái bên bển chết ngắt hết trơn, mình cũng cho ăn mỗi bữa nhưng mà mình không chăm sóc như ổng. Ổng thì ổng chơi lâu rồi ổng biết cách chăm sóc gà đá như sao, mà mình đâu biết đâu, rồi chết ngắt hết luôn đó. Là về xứ mình là vậy đó, quậy vậy đó, chơi bời vậy đó, chơi chơi gà chơi chim rồi đi bắt cá đó. Ngày hôm nay mà mình kể cho mọi người nghe là cái cảm nhận lần đầu tiên ông đi về quê của mình đó, là hăng hái xông pha vào những cái chuyện giống như là đi đi dọc sình ha, rồi đi câu cá ha, rồi giống như là trở về tuổi thơ vậy các bạn. Đó là cái cảm nhận lần đầu tiên ông đi về quê mình đó, là mình thấy qua từng hành động ông luôn, và ông không cần phải nói, là mình hỏi ổng một câu là mình anh có thích không, anh thấy xứ của em như thế nào, ông nói một câu là thích, khoái quá thôi về đây ở luôn đi em. Và từ đó trở sau là Minh đã bị lôi đầu về quê ở, lôi đầu về về Sóc Trăng ở để nuôi gà. Và Minh đã từng có làm một cái video nói về ổng về chơi một năm không có đi chơi bời đi đâu được hết trơn á, là ổng nuôi gà đó, ổng bài ổng nuôi gà mê, gà nào cũng đẹp, gà nào cũng đẹp, nhưng lo mê nuôi gà gỗ đầu đi cái sợ gà chết gà bệnh không dám đi đó. Là mình có làm cái video đó, nếu như ai mà vẫn chưa coi video đó thì chịu khó bấm vào cái kênh của mình và kéo xuống phía dưới kiếm những cái video cũ mà các bạn xem nha. Hôm nay ngồi kể chuyện phiếm với tất cả mọi người một chút để cho mọi người hiểu hơn về cái tính cách của hai vợ chồng mình, cũng như là hả ai yêu quý Minh đó thì hiểu hiểu hơn về cái quá trình Minh và ông xã Minh gặp nhau như thế nào, và cái cảm nghĩ của hai người khi mà đến cái xứ sở của vợ mình ở dưới miền Tây ra sao. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Các bạn đừng quên kết nối với mình bằng cách là bấm vào phần mô tả ở bên dưới, mình có để đường link Facebook và cái kênh YouTube của mình để các bạn bấm vào đăng ký subscribe ủng hộ kênh cho mình nha. Và hãy để lại comment bên dưới nếu các bạn có cái ý kiến nào đó, hoặc là có cái câu hỏi nào đối với mình thì hãy để comment bên dưới. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình đến thời điểm này. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau.